Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một món ăn khá là đặc sắc, đó là món bánh đa cua đồng. Món ăn này là đặc sản của Hải Phòng, người Hải Phòng. Thì đúng ra nếu mà mình là người miền Nam thì mình sẽ không biết cái món này, nhưng mà mình có một chị bạn là người Hải Phòng á, chị có nấu cho mình ăn vài lần, mình thấy rất là ngon, cho nên hôm nay mình sẽ trổ tài làm món này nha. Thì để nấu cái món này thì mình phải có cua đồng. Ở đây mình có hai lon cua đồng mình mua sẵn ở trong chợ, nó đã xay sẵn và lược sạch vỏ ha. Đây mình có hai lon, thì một lon á thì nó khoảng chừng là đây nè, nó có trọng lượng là 14 ounce hay là 400 gram, thì đây là 800 gram cua đồng đã lược vỏ ha. Rồi mình có cái này là cái chả cua hôm trước mình làm để làm bánh canh cua đó. Thì nếu mà các bạn không có thì các bạn không có cần bỏ cái này cũng được ha. Thì mình có thể bỏ chả hoặc bỏ thêm sườn, thêm hải sản đồ, cái nào loại nào mình thích thì mình cũng có thể bỏ vào ha. Nhưng mà cái nước chính là phải có cua đồng ha. Rồi ở đây mình có 700 gram sườn non nè, đã được rửa sạch ha, ngâm giấm muối rửa sạch rồi. Mình sẽ đem luộc cái này để lấy cái nước dùng và mình sử dụng luôn cái sườn non này để ăn ha. Rồi mình có lá lốt nè, lá lốt để mình cuộn mình làm cái chả lá lốt chiên ha. Rồi mình có nửa cái thịt xay, thì cái thịt này mình chọn cái thịt có lẫn mỡ để cho nó mềm, nó không có bị khô cái lá lốt ha. Thì cái lá lốt lát nữa mình sẽ gia vị vào cái này để mình cuốn với lại cái lá lốt nha. Rồi ở đây mình có cà chua, mình sẽ có hai trái cà chua này khoảng 400 gram ha. Rồi mình có 50 gram tỏi nè, 100 gram hành tím ha. Và mình có kèm một cây chả chiên. Ở đây mình mua chả chiên để chút mình bỏ vô ăn kèm ha. Thì nói chung là những cái loại mà bỏ lên topping nha, thì các bạn thích cái gì thì bỏ cái đó ha. Có thể mực thay thế bằng tôm mực, rồi nếu mình thích hải sản ha, hoặc là thịt bò, hoặc là chả. Rồi mình có sườn non rồi, hoặc là cái chả cua này cũng được ha. Giống như riêu cua đó. Rồi bánh đa thì không thể thiếu bánh đa ha. Bánh đa này là cái này là bánh đa gia truyền chất lượng của người Hải Phòng luôn á ha. Cái này là bà chị bà cho nè, bà chị Hải Phòng bà cho 1 kg nha. Chút nữa mình sẽ đem đi luộc chần nước sôi. Rồi rau ăn kèm thì mình ăn với rau muống nè. Rau muống này mình cũng sẽ chần qua nước sôi ha, rồi mình ăn kèm ha. Rồi mình có me chua, tí xíu mình sẽ sử dụng me chua để dầm vô trong nước. Rồi mình gia vị thì có hạt nêm, muối đường, hạt nêm, tiêu và nước mắm. Đơn giản vậy thôi ha. Lát nữa nấu thì trọng lượng bao nhiêu thì mình sẽ cho các bạn biết ha. Rồi trước tiên mình sẽ đi cắt cái sườn ra và mình sẽ bắt lên nồi, bắt lên trần, lên trần qua rồi mình sẽ luộc hầm cái này để lấy nước dùng nha. Sau đó mình sẽ đi ướp thịt để cuốn lá lốt. Rồi để cho cái nồi nước dùng của mình nó được thơm ngon thì mình sẽ cho vào vài lát gừng ha, cũng như là nửa củ hành tím nè, củ hành tím lớn ha, nếu củ nhỏ thì mình cho một củ ha. Rồi mình cho vào khoảng một muỗng cà phê muối, rồi mình sẽ đi luộc cho nó liễu riu riu để mình lấy cái nước dùng. Hành tỏi mình đã xay nhuyễn, băm nhuyễn ha, rồi mình đi bắt lên bếp một cái chảo, cho vào một muỗng canh dầu. Mình sẽ phi thơm để mình ướp vào cái thịt. Bạn cũng có thể ướp bằng cái hành tỏi sống này, nhưng mà mình thích phi thơm thì mình ướp lên cái nhân của mình cua thịt mình cuốn trong cái lá lốt, nó sẽ được thơm hơn ha. Thường thì mình ướp mấy cái chả, mấy cái thịt để cuộn mình như giống như chả giò rồi đó, thì mình cũng thường dùng cái hành tỏi mình phi thơm, nó ngon hơn. Cho hết vào đây, mình sẽ để lửa vừa, mình phi cho nó vàng thơm rồi mình mới lấy mình ướp vào trong thịt xay nha. Hành tỏi sau khi phi vàng thơm mình sẽ cho một nửa của chỗ này vào trong cái thịt ha, một nửa để lại tí xíu nữa mình cho vào trong cái tô bánh đa mình ăn cho thơm. Nếu như các bạn nào mà thích ăn tóp mỡ thì cũng có thể thắng thêm tóp mỡ để cho vào, nhưng mà mình không có ăn tóp mỡ nhiều, mỡ béo quá không tốt cho sức khỏe đó, thì mình sẽ sử dụng cái dầu phi này thôi, với hành phi này nè ha, hành tỏi tí xíu mình cho lên. Giờ mình sẽ đi cho gia vị nha.
thì cái nửa cái thịt này là mình sẽ cho vào khoảng một muỗng cà phê vung hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, rồi khoảng tiêu thì tùy mình thích nhiều hay ít ha, khoảng chừng 1/3 hay 1/4 muỗng cà phê tiêu. Nếu ăn được nhiều tiêu thì cho nửa muỗng cà phê cho thơm nha. Rồi cái hành tỏi phi hồi nãy á, mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh ha. Rồi mình cũng có ít hành lá mình sắc vào bên này luôn, rồi đeo vào tay mình nhồi cái thịt cho nó thấm ha. Rồi mình để khoảng 20 phút rồi mình sẽ cuốn lá lốt mình chiên nha. Bây giờ mình sau khi mình ướp cái này mình để qua một bên, mình sẽ đi nấu cái riêu ha, riêu cua đồng nha. Có thể cho thêm một muỗng cà phê nước mắm để cho nó thơm ha, còn không thích nước mắm thì không cho. Bây giờ mình đeo bao tay mình trộn lên nha. Mình sẽ đeo bao tay mình trộn thì nó thấm đều hơn ha các bạn. Trộn cho nó đều lên rồi mình để đó 20-25 phút là mình uống rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ nấu nước cua ha. Mình khui cái mỗi cái hũ nó có một cái bịch như vậy, nó đã xay sẵn, lược vỏ sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ cắt vào mình nấu cái cua đồng nha. Cho hết vào đây nè. Bây giờ nó làm như vậy rất là tiện lợi. Mình nấu hai bịch luôn cho nó ngon. Tại cái này nhiều, cái nước cua đồng nhiều thì nó rất là thơm. Mình sẽ cho thêm một lít nước lạnh vào nữa nha, để mình nấu mình lấy cái nước cho nó, nước dùng cho nó thơm. Rồi mình sẽ bắt lên bếp mình nấu với lửa vừa thôi. Rồi khi bắt đầu nó riêu lăn tăn lên, mình sẽ vớt cái cua ra ha, mình lấy cái nước mình nấu ha. Bắt rồi riêu cua lên bếp ha, cho vào nửa muỗng cà phê muối nha. Rồi mình sẽ mở nắp để cho mình canh khi nào bắt đầu nó riêu lên cái riêu cua nó nổi lên mình sẽ vớt ha. Đừng có để nó sôi quá nó sẽ rã cái riêu hết ha. Nước ra khoảng chừng 2 muỗng canh me dốt như vậy ha. Rồi mình lấy cái nước mình đang hầm cái sườn á, nó đang sôi nè, cho thấy vá vào trong cái me này để mình dầm nó ra. Mình lấy cái nước chua thôi, tại vì mình không thấy cái xác á, ăn lên cỡ nó sẽ không ngon, không ngon nha. Rồi mình ngâm nó trong cái nước này, mình dầm mình lượt lấy cái nước me thôi ha. Bây giờ cái riêu nó nước nó bắt đầu sôi rồi nè, nó sôi không tăng rồi nữa, cái riêu nó nổi lên trên là nó đã chín ha. Mình sẽ đi vớt cái riêu này ra ha, cho ra cái tô. Một xíu nữa mình sẽ bỏ lên trên cái tô bún nó hấp dẫn nha. Sẽ vớt cho hết cái riêu này ra ha. Nồi nước dùng này mình nấu cũng hơn nửa tiếng rồi, 35 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đi vớt bỏ cái gừng với lại cái hành ra nha, để mình cho cái nước riêu cua kia qua. Mình nêm nếm gia vị ha. Mình sẽ cho hết cái nồi nước riêu này qua cái nồi nước sườn luôn nha. Đi nêm nha. Cái nước này hồi nãy mình có nêm một ít muối trong cái riêu cũng như là trong cái sườn, cho nên nó cũng đã có hơi cái gia vị nhẹ rồi, cho nên mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối thôi, rồi thêm một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh đường,
Nếu ai mà ăn ít đường thì cho một muỗng cà phê ha. Rồi khoảng một muỗng canh nước mắm. Nếu bạn nào thích ăn mắm tôm thì cho vào đây nửa muỗng cà phê mắm tôm ha. Còn nếu không thích muỗng mắm tôm thì cho vào cái riêu cua, cái mùi cua đồng này với mắm tôm cũng rất là hợp với nhau. Mình thích ăn mắm tôm mình cho vào, không thích thì không cho vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa cho nó sôi riêu riêu trở lại, là mình có thể tắt bếp. Khi nào mình nấu xong hết thì mình sẽ bắt bếp lại và chan vào con bún ở trong con bánh đa ha. Rồi mình cho luôn cái nước me dầm ra vào trong đây luôn ha. Mình có thể dùng cái lược lược qua nha, còn không thì mình chắc cái nước trên thôi. Đồ chua nhẹ vừa phải thôi, chứ đừng cho chua nhiều quá nha các bạn. Rất là vừa ăn và rất là thơm ngon. Chảo mà nãy mình phi cái hành tỏi á, mình chừa lại, mình cho chút xíu dầu vô rồi mình sẽ đi xào cái cà chua ha. Hai cái cà chua này nhé, mình sẽ xào cho nó chín chín, là mình đổ vào trong cái nồi để dùng luôn nha. Bèo luôn ha. Cà chua mình xào cho nó chín như cái tái như vậy, mình tắt bếp nha cho nó thơm. Rồi nó mình sẽ cho nó vào trong cái nồi nước lèo của mình luôn. Mình chờ cho nó sôi trở lại rồi mình sẽ cho cái chả cua, riêu cua vào ha. Được, cái nước nó đã sôi lên thì mình đi múc từng cái viên cua như này về mình thả vô nha. Cái này là cái chả riêu cua mình làm trước nè. Nếu mà có thêm cái này thì tuyệt vời ha, còn không có thì mình cho chả vào cũng được ha. Hấp dẫn hơn các bạn. Xíu mình sẽ hết sơ cái bọt lại chút xíu nữa nó sôi ra thì mình phải tiếp tục hết cái bọt á. Như vậy là mình có một cái nồi riêu cua để ăn với cái bánh đa cua nồng rất là xuất sắc nha các bạn. Khi nào mà ăn mình sẽ múc vào trong nồi và cho thêm tôm tô và cho thêm ít chả, với lại mình cho cái riêu cua đồng lên nữa ha, là thưởng thức nha. Quá là thơm ngon hấp dẫn luôn. Nước thì rất là trong ha, nó chỉ có lợn cợn cái cua đồng thôi, cái nước rất là trong, rất là thơm. Rồi bây giờ mình tắt bếp, khi nào ăn mình sẽ cho sôi trở lại nha. Công đoạn mình đi cuốn cái thịt ha, cái thịt nãy giờ đã thấm rồi. Những cái lá lốt nhà mình trồng nó không có, mùa này nó không có được đẹp lắm, nhưng mà kệ có còn hơn không ha. Mình cho cái thịt vào trong đây vừa phải vừa ăn, tại hay nhiều quá nó lâu chín. Mình cuộn nó lại nè, rồi mình dùng cái cuốn của nó, mình cắt mình chừa lại cái cuốn xíu ha, mình ghim nó vô đây để cho nó đừng rớt ra ha. Đó, nhưng mình đã cuốn sẵn một số rồi nè, mình làm thêm cái nữa nha. Thịt ở đây ha, mình cuốn lại, mình lấy cái cuốn của nó nè, đâm vào đây đó và nó giữ lại ha. Mình tiếp tục làm cho tới hết rồi mình đem đi chiên nha. Rau muống đó, mình rửa sạch cắt khúc qua, mình luộc dần qua nước sôi vừa chín tới cho nó còn giòn ha, rồi mình nhúng vào nước đá mình vớt ra nè. Rồi bây giờ mình đang chiên cái lá lốt nữa là xong. Mì mình cũng bánh đa mình cũng đã trộn sẵn cái này ha. Đây mình đang chiên cái lá lốt, chiên được một phần rồi ha. Giờ mình chiên cái này nữa cho xong là mình sẽ vớt ra khô nha. Mình chiên cái nồi đây cho nó sôi trở lại. Hành tỏi phi hồi nãy nha, mình cho lên một muỗng nha. Cho ít hành lá lên.
rồi đó, mục tiêu đó là thưởng thức thôi. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn tất nồi bánh đa cua ngay cả nhà. Mình sẽ ăn với lại kèm với lại ớt tươi hoặc là nước mắm mặn ha, nếu mà mình muốn trang thêm ha. Rất là hấp dẫn luôn. Chúc cả nhà có một bữa ăn thật là ngon với món ăn mới này ha. Món bánh đa cua đồng của Hải Phòng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.